xin được mến chào quý vị khán giả thân thương của chương trình Điều Con Muốn Nói. Quý vị thân mến, chúng ta luôn nghĩ là trẻ con thì các bé rất là ngây thơ, hồn nhiên. Nhưng mà thực tế là trong các con thì có những nỗi buồn sâu thẳm hay là những khúc mắc mà vẫn không biết cách làm thế nào để có thể bày tỏ được với cha mẹ của mình. Chính vì thế trong mỗi số Điều Con Muốn Nói, chúng tôi mong là có thể tạo ra một không khí thoải mái nhất, dễ chịu nhất để các con chia sẻ nỗi lòng của mình. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chào đón chuyên gia tâm lý anh Bùi Hồng Quân. Xin chào anh Quân ạ. Xin chào Hoàng Oanh. Dạ. Anh Quân ơi, mỗi lần mà em gặp anh trong Điều Con Muốn Nói á, là em cảm thấy có một năng lượng rất là khác. Bình thường thì hầu hết các số thì sẽ đều gặp các chị chuyên gia tâm lý đó, cho nên là em nghĩ là trong số lần này chắc chắn là anh sẽ có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với các con cũng như là các bậc phụ huynh. Mỗi lần mà đến với lại Điều Con Muốn Nói á, thì bản thân Quân đều có những cái cảm xúc rất là tích cực luôn, bởi vì rõ ràng đây là một cái cơ hội mà chúng ta được lắng nghe, chúng ta được thấu hiểu nỗi lòng của các con, và sẽ tuyệt vời hơn khi mà chúng ta trở thành cầu nối để giúp cho những người cha mẹ và các bạn nhỏ có được cái sự thấu hiểu nè, có được sự gắn kết với nhau, thì đó là một điều rất là tuyệt vời, đúng không Hoàng Oanh? Đúng là như thế ạ. Và anh biết không, mỗi lần mà đến với chương trình thì cái điều mà em mong chờ nhất là được khám phá chiếc hộp này. Còn anh thì là gì? Cũng tương tự giống Hoàng Oanh á, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là bí mật trong chiếc hộp này là gì nha. Dạ vâng ạ. Ôi trời, wow, dễ thương quá. Là có hai cái em, là mình chia đôi em con đi. Nhỏ anh con lớn. Trời ơi gì dễ thương quá vậy. Nhưng mà tại sao lại là hai loài động vật này? Đó, đây cũng là một cái câu hỏi mà bản thân Quân cũng đang thắc mắc nè. Mời bé nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay ra gặp gỡ với quý vị khán giả nhé. Chúng ta sẽ cùng chào đón bé Gia Bảo. Wow. Chào con. Chào con trai. Trời ơi quá trời đẹp trai luôn. Ngồi đây nè. Chào cô anh. Chào chú Quân. Chào các bạn mọi người. Chào tất cả mọi người. Dễ thương quá trời luôn. Cô Anh với chú Quân là mỗi người đang cầm một bạn động vật rất là dễ thương của con. Bây giờ thì con sẽ cầm lại các bạn và cho cô Anh biết là vì sao lại để hai bạn này vào chiếc hộp đó nha. Nè, thêm con này nữa. Gia Bảo ơi, tại sao Gia Bảo lại mang hai con vật này tới chương trình hôm nay vậy? Rồi cái này là đồ chơi của Gia Bảo ở nhà phải không? Ai mua cho con? Bà. Ba mua cho con hả? Năm nay Gia Bảo mấy tuổi rồi? 6 tuổi. Có câu chuyện gì mà con muốn kể qua hai bạn này con đem đến ngày hôm nay không? Con muốn đó là ba về với mẹ. Thế bây giờ Gia Bảo đang sống cùng với ai? Với mẹ. Thế ở nhà mẹ làm gì Gia Bảo? Công việc của mẹ là gì? Massage. À, làm spa, làm đẹp đúng không? Thế bây giờ nha, Gia Bảo sẽ ngồi đây, rồi Gia Bảo trò chuyện với cô Oanh nha. Chú Quân sẽ vào bên trong kia nè. Rồi một lát nữa chú Quân sẽ ra cùng với một người rất là đặc biệt luôn để ra đây trò chuyện với Gia Bảo nha. Bây giờ Gia Bảo ngồi với cô Oanh nha. Bye bye, lát nữa gặp lại này, high five cái coi. Yeah, bye bye, bye bye. Bảo ơi, ở nhà con hay chơi gì vậy? Chơi thú. Con chơi thú hả? Ở nhà cô có một em bé trai giống con luôn, 3 tuổi. Con vật mà con thích chơi nhất là con gì? Con thú. Con thú là tất cả các bạn động vật đúng không? Ừ. Ai là người đi mua cái này với con? Ba. Ba của con hả? Con mẹ có đi với con không? Lâu lâu mẹ mới đi. Rồi dạo này ba có mua cho con thú mới nào không? Sao ba không mua thú mới cho con nữa? Học ngoan ba mới mua. Rồi hôm nay con đến với chương trình, con mong muốn nói lên điều gì nè? Con muốn đó là ba về với mẹ. Con muốn nói là ba về với mẹ, về với con nữa đúng không? Ba mẹ của Gia Bảo là không có ở chung với nhau. Hai ba mẹ là không có ở chung với nhau lâu chưa ạ? Cũng 2 năm rồi. Hai năm rồi, dạ. Bây giờ thì con không có sống chung với ba hả? Mẹ con đi làm về trễ, con ngủ với ba. Mẹ con về sớm thì con ngủ với mẹ. À, vậy là hằng ngày con vẫn được gặp ba đúng không? Lâu lâu ba đi làm con thấy mặt. Bao nhiêu ngày thường mà ba đi lâu nhất là mấy ngày mới về? Một ngày.
Dạ, còn ba cho bà thì bây giờ ở chung với cô hay sao ạ? Ở chung với cô. À, như vậy là ban ngày thì nếu mà qua bên nhà bà nội thì được gặp ba. Hiện tại là cô nuôi dưỡng Gia Bảo. Đến tối thì mẹ đến mẹ rước về ngủ chung với mẹ thôi. Chứ còn toàn bộ là bên đây là cô, là bà nội là lo cho cháu ăn học. Con có biết vì sao mà ba với mẹ là không có sống chung không? Tại mẹ con xấu quá. Ba mới bỏ. Con thấy như vậy có đúng không? Mặt mẹ mụn, mà mẹ mập. À, cái này là con nghĩ hay là có ai nói với con? Mẹ con nói. Mẹ nói với con. Mà con thấy có phải như vậy không? Con thấy mẹ đẹp hay xấu? Mẹ đẹp. Con thương mẹ không? Con thương mẹ cỡ nào nè? Rồi hai vợ chồng thì ly thân là cũng do là đầu tiên là tại vì ba em Bảo có bồ. Dạ, tức là có một người phụ nữ khác. Xong rồi lúc đó thì ba mẹ Gia Bảo không có còn tiếng nói chung nữa. Đúng rồi. Tuy là bé Bảo là một cái người mà thấy là không phải mấy bé khác là hỏi cái gì mà cũng trả lời rất là nhanh, rất là lẹ hay là khéo ăn, khéo nói. Nhưng mà nói đến mẹ thì Bảo đã có hai điều làm cô anh rất là xúc động. Bảo nói là mẹ đẹp và Bảo nói là yêu mẹ ở đây này. Chỉ vậy thôi. Thì anh nghĩ là như vậy là quá đủ đối với một người làm mẹ rồi. Chỉ còn bây giờ ước mong của Bảo là ba về với hai mẹ con. Bảo có bao giờ Bảo nói với mẹ cái ước mơ này không? Chưa nói. Con không nói hả? Sao vậy? Sao con không nói Bảo? Chưa nói. Nhưng mà đó là điều con mong muốn mà. Ví dụ như cái điều gì mình mong muốn thì mình phải nói ra để có người khác giúp mình thực hiện. Ở nhà chắc là bà cũng ít nói đúng không cô? Hay là không, ở nhà thì nói nhiều? Nói nhiều lắm. Nói chung là ra ngoài thì giao tiếp thì thấy em còn hơi nhút nhát xíu. Dạ. Nhưng mà ba của Gia Bảo thì có dự kiến là sắp tới thế nào không? Mối quan hệ của ba mẹ thì theo cô thấy thì có... Chưa có chiều hướng gì hết con. À dạ. Là do là ít khi nào mà ba của Gia Bảo bày tỏ với cô lắm. À thế ạ. Thấy mẹ có thương con không? Có. Hằng ngày thì mẹ làm gì với con nè? Hai mẹ con làm gì nè? Hằng ngày mẹ nghỉ mẹ chơi với con. À, hai mẹ con chơi gì? Mẹ nấu ăn con chơi điện thoại. Rồi mẹ nấu ăn cho con, rồi mẹ còn làm gì cho con nữa? Tắm, chở con đi chơi. Chở con đi chơi. Với những cái gì mà mẹ làm cho con có vui không? Mà hai mẹ con Gia Bảo bây giờ là đã ra khỏi nhà rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ là cũng... Cũng gần... 2 năm rồi á. Khi mấy xong là... À, mẹ dạ. Dọn đi á. À, thế có ở gần nhà của mình không ạ? Về khoảng cách có gần lúc không? Trước thì ở gần. À, sau này thì cũng hơi... Cũng không xa lắm mà cũng không gần lắm. Cũng như là cũng chung một cái quận Bình Thạnh. Nhưng mà nó khác ca phường thôi. Dạ. Bảo ơi, ngoài mẹ ra ha, rồi ngoài ba lâu lâu về chơi với con thì con còn chơi với ai nữa trong nhà? Chơi với chú. Con chơi với chú hả? Bạn bè đi chơi. Con có đi chơi với bạn không? Có. Chơi ở trường học. À, con chơi ở trường học. Rồi sau khi đi học về thứ bảy chủ nhật con ở nhà thì có đi chơi với bạn không? Con gặp bạn con ở nhà con chơi với bạn. À, đó là bạn hàng xóm đúng không? Mà cũng học chung với con. À, cũng học chung với con. Cái điều mà con mong muốn nói ra nhất trong chương trình ngày hôm nay là gì? Muốn qua thăm về nha mẹ. Ồ. Cô cũng muốn hai đứa có tiếng nói chung lại, hàn gắn lại, để cho Gia Bảo nó có một cái gia đình đầy đủ đúng không ạ? Dạ. Hai đứa là cô chỉ khuyên hai đứa. Còn cái vấn đề mà hàn gắn lại hay không là do tự ba mẹ của Gia Bảo. Dạ. Con có muốn biết ngày hôm nay là ai xuất hiện ở đây với con không? Bà nội với bà tí con. À, bà nội với bà tí, nhưng mà không biết bà nào sẽ ra nha. Giới thiệu với mọi người, đây là bà Bích Liên, bà nội của bé Gia Bảo. Bà nội, nãy giờ bà có nghe cháu nói gì không ạ? À? Không nghe. Lâu bà lâu không nghe. Mới nghe được chút à. Nghe. Tại vì ở nó trong đó bài tâm sự quá. Nãy giờ thì Gia Bảo cũng có chia sẻ là Gia Bảo mong muốn là ba về với mẹ.
tại vì mỗi ngày là ba vẫn có gặp con, mặc dù con có nghe nói là ba thấy mẹ chưa được đẹp, nhưng mà đối với con là mẹ đẹp. Ba ơi, bà có biết cái lý do vì sao mà ba mẹ của bé không có sống chung với nhau nữa không bà? Theo như cô biết á, thì do là cái cách nuôi dạy của bên cô với bên bà nội với lại mẹ đó thì nó không có đồng nhất với nhau, thành thử ra là nó bất đồng cái chỗ đó. Dạ vâng ạ. À, thật ra thì Gia Bảo cũng còn rất là ngây thơ, con thì cũng không có, thật ra có rất là nhiều em bé đến đây có nhiều khúc mắc trong lòng, có nhiều cái nỗi buồn trong lòng. Bảo thì con ngây thơ hơn rất là nhiều, con chỉ biết là con có cái mong ước là ba về với mẹ với con thôi. Thì ra thì Gia Bảo cũng còn khá là nhỏ và ngoan, với lại tại vì mỗi ngày đều gặp ba này, ban ngày thì gặp ba, xong cái ban tối thì gặp mẹ. Và thì ra là trong cái suy nghĩ của các bạn nhỏ như vậy thì mình vẫn được gặp ba mẹ mỗi ngày á. Hồi nãy ở trong thì có chia sẻ với bà nội cũng chia sẻ xa hơn một chút xíu, đó là trước đây khi mà ba và mẹ của Gia Bảo có đến với nhau thì lúc đầu hai bên gia đình cũng không có đồng thuận, nhưng mà ba với mẹ thì vẫn quyết đến với nhau. Thì có lẽ rằng là nó sẽ đã có những cái sự khác biệt ban đầu á bà nội ha, nên thành ra là từ cái sự khác biệt ban đầu đó thì khi mà sinh Gia Bảo ra thì lại có những cái khác biệt khác nữa, đặc biệt là về trong cái quan niệm về nuôi dạy Gia Bảo, nên có thể đó sẽ là cái nguyên nhân mà làm cho ba mẹ Gia Bảo không có được tiếng nói chung nữa. Nhưng mà ngoài ra thì bà nội cũng có chia sẻ là một trong những cái nguyên nhân rất là quan trọng để ba mẹ không ở chung nữa là ba có một người phụ nữ khác. Nhưng mà khi mà ra ngoài như vậy á, thì ở giữa con dâu với lại bà nội á, mình có hay kết nối hay là có hay trò chuyện với nhau không bà nội ha? Có con, hai bên cũng có. Với hồi nãy thì cũng có nghe bà nội nói là lúc đầu mà mối quan hệ giữa con dâu với con trai như vậy thì cũng có khuyên, nhưng mà thực ra thì cái chính vẫn là mối quan hệ của con dâu với con trai thôi, chứ gia đình thì nhiều khi cũng chỉ là một phần tác động thôi bà nội ha. Đúng rồi. Nhưng mà với cái tình hình hiện tại 2 năm vừa rồi á, thì không biết là bà nội thấy rằng là ba với mẹ Gia Bảo với cái mối quan hệ như vậy thì liệu rằng có cái cơ hội nào mà hai ba mẹ quay về để giống như bà nội nói là lúc nào cũng mong là Gia Bảo sẽ có một gia đình đầy đủ á, thì bà nội thấy thế nào ạ? Cô cũng thấy có chiều hướng là gọi là có thể, thì cũng 50% là gia đình sẽ nói với lại ba mẹ thì để cho Gia Bảo có được cái gia đình đầy đủ cha mẹ cho bé nó vui. Dạ. Gia Bảo ơi, buổi tối là con ngủ với ai? Con ngủ với mẹ. Lâu thì con ngủ với ba. Thế buổi tối con có muốn là cả ba mẹ ngủ chung với con luôn không? Thế có bao giờ con nói với ba điều đó không? Không nói hả? Chưa bao giờ nói. Thế con nói với mẹ, có nói với mẹ bao giờ không? Thật ra đối với Bảo thấy cái chuyện đó nó không phải là tối quan trọng. Mà quan trọng là con vẫn được gặp ba, gặp mẹ, vẫn được ở trong cái tình yêu thương của ba mẹ. Mà vậy Bảo mốt Bảo về á, Bảo có tính là nói với mẹ là dọn về ở chung với bà nội với ba không? Bảo có muốn như vậy không? Dạ. Vậy mai về nói với ba vậy ha. Nhớ hay quên. Hay quên lắm. Thì ra thì cậu bé này quá là vô tư á. Với rất lại là vô tư. Giống như hồi nãy chúng ta nói, tại vì mỗi ngày thì vẫn gặp ba, vẫn gặp mẹ nè, nên thật ra là các con cũng chưa có đủ để hiểu được cái tính chất của mối quan hệ ba mẹ đâu. Nhưng mà thật ra thì trong trường hợp này là vai trò của bà nội rất là quan trọng ấy. Thì thôi mình cố gắng thử xem là mình có thể trở thành một cái gọi là cái sợi dây để kéo ba với mẹ Gia Bảo về với nhau được hay không. Tại vì giống như bà nội có chia sẻ là thật ra là cái mong đợi lớn nhất của gia đình vẫn là Gia Bảo có đầy đủ cả ba cả mẹ. Thì lúc đó bà nội nghĩ rằng là mình sẽ có thể làm gì trong trường hợp đấy ạ? Cô thì tại vì lúc nào cô cũng nghĩ là cho Gia Bảo có đủ cha đủ mẹ. Thì cái đó là cái ước muốn lớn nhất cô cũng muốn như vậy. Tại vì cũng là phụ nữ với nhau thì cô cũng có khuyên lên mẹ Gia Bảo để mà trong thời gian đó thì để suy nghĩ lại để cho con nó vui vẻ. Cô cũng hy vọng cái gia đình của Gia Bảo là ba mẹ có tiếng nói chung. Và cũng hy vọng rằng là qua chương trình á, ba với lại mẹ của Gia Bảo có thể xem được và
Thực ra thì cái sự ngây thơ của con nhiều khi nó có giá trị hơn rất nhiều là lời nói á. Tại vì khi mà một người ba người mẹ nhìn vào một đứa trẻ con còn rất là ngây ngô như thế này, nếu như còn cơ hội để tìm được tiếng nói chung thì chúng ta cũng rất là hy vọng rằng sau chương trình thì ba mẹ Gia Bảo sẽ có thể quay trở về để Gia Bảo sẽ có được một gia đình đầy đủ ha, ở chung với ba nè, với mẹ nè, với bà nội nè. Nhưng mà lúc đó là Gia Bảo có ngoan không? Có hứa là ngoan không? Có hứa sẽ ngoan không? Yeah, hứa sẽ ngoan nha. Cảm ơn anh Hồng Quân rất là nhiều, cảm ơn bà Liên và cảm ơn Gia Bảo đã đến đây ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một vài hình ảnh được bật mí trong số kế tiếp của Điều Con Muốn Nói nhé. Điều Con Muốn Nói. Khi mẹ quá bận rộn và mất đi mối liên kết với các con. Khi mà con bận công việc á thì con tập trung vào công việc, đi một lần thì kéo dài có khi tới 5 ngày, một tuần có khi đến 2 tuần. Và con mong muốn gắn kết các thành viên trong gia đình. Ba mẹ con ly hôn, gia đình của con không đoàn kết với nhau. Đón xem chương trình Điều Con Muốn Nói với câu chuyện rất đáng suy ngẫm về sự mất kết nối giữa các thành viên trong gia đình của bé Hoàng Kim. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chương trình Điều Con Muốn Nói ạ. Xin chào tạm biệt.